để mua phàng. Mỗi sao mới đang lên ngu ra rồi. Thế không thấy thôi bây em say. Xuất hiện ở đây là một cái vinh dự và cũng là một cái hạnh diện rất lớn khi mà được góp mặt trong một cái sự kiện nó hoành tráng, nó quy mô như thế này. Thế nên là đến bây giờ em vẫn đang cảm thấy rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, bài hát này có tên gọi là Hoa Sen. Thanh Huyền được biết đây là một bài hát được sáng tác độc quyền chỉ dành riêng cho chương trình. Để mình có thể chia sẻ nhiều hơn về cái nguồn cảm hứng nào để mà có thể tạo nên được cái tác phẩm này không? Khi mà chương trình có gửi một lời mời đến em và muốn em góp mặt trong một bài hát cho tiết mục này, thì cái suy nghĩ đầu tiên, cái nguồn cảm hứng đầu tiên của em là bông hoa sen. Nó sinh ra và lớn lên ở trong bùn lầy, nhưng mà nó luôn luôn đẹp nhất và nó có thể đại diện cho người Việt Nam mình. Vâng, rất tuyệt vời. Một tràng phát tay nữa để cho Dương Hoàng Yến, 24K Rise. Và ngay bây giờ, anh Đức Thảo. Shout out to 24K Rise, Dương Hoàng Yến. Các thí sinh thì rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà hai nghệ sĩ này thì thực sự là